nữ sẽ biết đóng vai đệ nhất mỹ nhân. Dương Tử, Bạch Lộc bị chê cười, Dương Minh thất thế trước đàn em. Bạch Lộc, Dương Tử khó tránh được những lời chê bai từ khán giả khi hóa thân vào vai mỹ nhân. Cùng hóa thân vào vai mỹ nhân trong phim, sở hữu nhan sắc kinh tâm động phách, người người ganh tị, thế nhưng không phải diễn viên nữ nào cũng nhận được sự tán thưởng từ khán giả. Ví dụ như trường hợp của Bạch Lộc gần đây, Cường Tuyết Ninh, Vinh An Như Mộng, vốn được miêu tả là danh nhân hiếm có khó tìm khắp thiên hạ, song dân tình đều cho rằng ngoại hình Bạch Lộc không hề tương xứng với hai từ danh nhân đó. Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cổ Lực Na Chát khi đóng dạng nhân vật này lại được khen hết lời, chỉ xét về ngoại hình. 1. Bạch Lộc. Bộ phim cổ trang Vinh An, Như Mộng sau khi trễ hẹn với khán giả vào hồi tháng 5 đã chính thức lên sóng ngày 7 tháng 11 mới đây. Theo nguyên tắc của Ninh, Khương Tuyết Ninh là một mỹ nhân có tiếng, đẹp đến xúc động lòng người với đôi mày cong nhẹ nhàng, đôi mắt hơi nhướng lên và đôi môi đỏ mọng. Cô ấy có nét duyên dáng tự nhiên. Khương Tuyết Ninh xinh đẹp tới mức không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cũng yêu quý nàng. Tuy nhiên, trong Ninh An Như Mộng, nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc tuy xinh đẹp nhưng theo kiểu đại trà, giống cô gái nhà bên hơn chứ không phải kiểu đệ nhất mỹ nhân như Khương Tuyết Ninh. Không chỉ Ninh An Như Mộng, ở Dị Ái Vi Doanh, Trịnh Thư Ý cũng sở hữu nhan sắc hơn người. Nói theo cách nữ thứ miêu tả trong phim về Trịnh Thư Ý là người có gương mặt mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân. Nhưng để áp dụng lên người Bạch Lộc thì có vẻ hơi sai sai, càng khiến người xem cảm thấy nức cười. Hay Dương Tử. Dương Tử cũng thường đóng những vai mỹ nhân tuyệt diễm, kinh điển nhất là Hương Vật Tựa Khói Xương, Cẩm Lịch được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ lục giới. Ngoài ra, nhân vật Lục Tuyết Kỳ, phim Chu Tiên Thanh Vân Chi Chi Ý cũng được miêu tả là mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, tâm điểm của mọi sự chú ý. Mới đây nhất là Tiểu Yêu, Trường Tương Tư cũng là người sở hữu nhan sắc trời ban. Điều trái ngang nhất ở đây, Dương Tử trước giờ không hề được dân tình đánh giá cao ngoại nhan sắc, nữ diễn viên chỉ dừng lại ở mức cơ nhìn, thế nên cô bị chê cười vô cùng nhiều. 3. Dương Mịch. Thượng thần Bạch Kiển do Dương Mịch thủ vai trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý, Đào Hoa là đệ nhất mỹ nữ tứ hải bát hoang, địa vị trên vạn người. Không giống như vẻ đẹp của Phượng Cửu, Bạch Kiển là một nữ thần có khí chất đầy thanh cao, khó chạm tới. Nhan sắc xinh đẹp của Dương Mịch là điều ai cũng công nhận, nhưng trong tạo hình Bạch Kiển lần này, chiếc mái trẻ hai bên gần như đã khiến Dương Mịch bị phong ấn nhan sắc. Để lộ ra phần trán rô của nàng tiểu hoa 85, nhìn cô trông khá buồn cười. 4. Địch Lệ Nhiệt Ba. Nàng Lệ Cơ do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai trong Lệ Cơ Truyện, Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm, được mệnh danh là đại mỹ nhân đẹp nhất nước Tần. Xinh đẹp lại có trái tim hào hiệp. Tạo hình hoàng hậu của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng một số tạo hình khác trong phim đều nhận được tán thưởng từ khán giả. Ồ, có lẽ bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đã là một mỹ nhân thực thụ nên vai diễn này càng thích hợp với cô hơn. 5. Cổ Lực Na Chát. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, một mỹ nhân tân cương khác là Cổ Lực Na Chát khi hóa thân vào vai đệ nhất mỹ nhân điều quyền, phim Võ Thần Triệu Tử Long từng được dân tình khen ngợi không hết lời. Na Chát cũng được công nhận là một trong những phiên bản điều quyền đẹp nhất mọi thời đại của màn ảnh hoa ngữ. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!